Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục hành trình đọc sách tiếng Việt tập 5 nhé. Những người bạn tốt. Arion là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hy Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Sicily, ông đoạt giải nhất với nhiều tăng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tăng vật và đòi giết Arion. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý. Arion đứng trên bong tàu kết tiếng hát. Đến đoàn mê say nhất, ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng Arion đã chết, liền giống buồm trở về đất liền. Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của Arion vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu Arion. Chúng đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. Arion tố với vua toàn bộ sự việc, nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại. Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào, gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện Arion ở lại đảo. Đúng lúc đó, Arion bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh truy tội bọn cướp và trả lại tự do cho Arion. Sau những câu chuyện kỳ lạ ấy, ở nhiều thành phố Hy Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo có người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm, yêu quý con người của loài cá thông minh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt các bạn.